Giống như những anh nam mà ăn thịt chó ấy, mà ăn nhiều á, là chúng ta thấy rằng chúng ta ăn rất nhiều sự, những người đó thường cái tập tính sân ấy, tập tính nóng nảy nó rất là lớn, hiếu thắng rất là lớn. Bởi vì chó là một cái loài động vật mà cảm xúc của nó cực kỳ mạnh. Ở Phật giáo nguyên thủy á, thì cho phép được ăn mặn. Thật nhá, Phật giáo nguyên thủy cho phép được ăn mặn. Có thể dùng sữa, có thể dùng trứng. Nhưng mà những cái, có một số những cái mà gọi là phái khác thì là phải ăn thuần chay. Tại sao lại thế? Nhà mình biết không? Các bạn có biết là ai biết là Phật giáo nguyên thủy là được ăn thịt? Có một vài bạn biết thôi đúng không? Thì Tuệ An chia sẻ cái câu chuyện đó nha. Vì ngày xưa thì Đức Phật có phải là đi xin ăn không? Vậy xin ăn thì sao lại cầu kỳ? Người ta cho gì ăn nấy chứ. Đương nhiên là cũng có những cái thứ không được ăn. Ví dụ như là thấy đối phương mà giết cái con vật đó vì mình thì là không, không ăn, không làm như thế. Nhưng nếu mà mình không nhìn thấy cái sự giết hại đó mà mình cứ đi và người ta cúng dường cho mình thì cúng cái gì mình ăn cái đó. Tại vì ăn chay hay ăn mặn không quan trọng, mà cái thái độ ăn mới là quan trọng. Đức Phật dạy như vậy. Tại vì có những người ăn chay nhưng lại đòi phải đồ chay ngon cơ, tôi mới ăn. Phải cái đồ bổ dưỡng cơ, hạt nọ hạt kia chế biến cầu kỳ cơ thì tôi mới ăn. Và có những người ăn chay nhưng mà vẫn ăn rất nhiều, vẫn ăn rất tham. Thế nên là ăn chay cũng được, ăn mặn cũng được, cái thái độ ăn mới là điều quan trọng. Tuy nhiên là tại sao mọi người thấy ăn chay thì tốt hơn? Bởi vì có một số nguyên nhân sau đây. Cái điều đầu tiên đó là mọi người bảo là cái thức của thực vật nó yếu. Thế nên nếu mà ăn chay thì không có tạo nghiệp nhiều bằng ăn mặn đúng không? Thật ra thì vạn vật đều có linh hồn mà. Và đồng ý là linh hồn của thực vật thì sẽ yếu. Và thực vật thì không có cảm xúc, nên khi mà chúng ta ngắt một cọng rau nó không bị tổn hại quá nhiều đến cái lòng từ bi của chúng ta. Nhưng mà chúng ta giết một con gà thì chúng ta lại thấy xúc chạm đến cái lòng từ bi, ảnh hưởng khi mà nó giãy giụa rồi nó đau rồi nó gào thét. Mà có nhiều người bị ám ảnh bởi đấy đấy. Nhiều người mà kiểu bị bắt, người ta bắt giết gà xong rồi bị ám ảnh là mình đã giết cái con gà đó. Thì đó cũng là một cái nguyên nhân. Một cái nguyên nhân nữa đó là khi mà chúng ta ăn thực vật ấy thì nó có khả năng tái sinh. Ví dụ động vật mình giết con gà là nó chết, nhưng mình ngắt cái cọng rau thì ngày mai nó sẽ mọc lên cọng mới, có nghĩa nó có sự tái sinh. Giống như trứng, mình ăn quả trứng nhưng ngày mai con gà có thể đẻ ra trứng nữa mà. Mình uống sữa nhưng mà ngày mai cái con dê đó có thể cho sữa tiếp mà, đúng không? Vậy nên là những cái gì mà có khả năng tái sinh ấy, thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái lòng từ bi của mình, nên mình sẽ thấy nó ổn hơn. Rồi có một điều nữa là bây giờ động vật thì được nuôi công nghiệp rất nhiều. Và khi mà động vật được nuôi công nghiệp ấy, thì cái năng lượng của cái con vật đó nó không có tốt. Ví dụ như là bây giờ lợn cũng nuôi công nghiệp này, nhưng chú lợn nó đâu được thả lông nhông như ngày xưa đúng không? Gà cũng đâu được kiểu thả đồi như ngày xưa. Ngày xưa gà mà thả đồi là nó được leo đồi này, chân nó khỏe này, rồi nó vui này. Nhưng bây giờ gà là nhốt vào trong công nghiệp rồi. Và cái con gà đó nó sẽ rất là buồn á. Nó rất là chán. Và có những cái chuồng công nghiệp mà họ phải làm một việc, đó là đi cắt mỏ của những con gà công nghiệp. Cứ cắt cụt mỏ nó đi. Tại vì nếu mà không cắt cụt mỏ thì nó sẽ mổ nhau cho đến chết, vì nó quá chán. Thế nên khi mà như vậy á, thì cái con động vật đó nó sẽ sản sinh ra những cái năng lượng cực kỳ là tiêu cực. Bình thường đời sống của nó đã chán rồi. Đến lúc bị giết nó lại còn đau, lại còn sợ, lại còn hận nữa, lại càng tệ. Và thế là mình ăn nó, là mình ăn cái năng lượng đó đúng không? Thế là càng ngày mình càng giận, mình càng chán, mình càng buồn, mình càng giống gà công nghiệp. Giống như những anh nam mà ăn thịt chó ấy, mà ăn nhiều á, là chúng ta thấy rằng chúng ta ăn rất nhiều sự, những người đó thường cái tập tính sân ấy,
tập tính nóng nảy nó rất là lớn, hiếu thắng rất là lớn. Bởi vì chó là một cái loài động vật mà cảm xúc của nó cực kỳ mạnh. Nó có thể khóc được, nó có thể cười được, nó yêu thương được. Và khi mà cảm xúc mạnh như vậy mà nó bị giết, thì cái cảm xúc lúc chết của nó mà có giận hay có sợ hay có đau nó cũng rất mạnh. Thế là mình ăn cái thứ đó nó rất là năng lượng tiêu cực vào người mình. Tuy nhiên có những người ăn chay nhưng họ lại gây ra vấn đề cho những người khác. Ví dụ cả một mâm gia đình của mình đang ăn thịt rất ngon ấy, rồi bố mẹ mình chưa biết là mình mới ăn chay ấy, bắt đầu làm rất nhiều món ngon cho mình ăn. Mình về mình bảo bố mẹ làm gì nhiều gà nhiều cá thế, con ăn chay rồi. Thế là người nhà của mình buồn. Thế là chúng ta lại quên mất rằng ăn gì cũng được, thái độ ăn là quan trọng. Để chúng ta tin vào cái cớ là tại sao lại giết nhiều con thế này, rồi bây giờ phải ăn chay chứ. Thì đôi khi chúng ta ăn xong chúng đó rồi chúng ta lại gây ra cái sự phán xét và đánh giá cho những người không ăn chay. Cái này có nhé, thì nó cũng tệ lắm. Nên có hôm tụi An viết một cái status là sống biết đủ, ăn ngon cũng được, không ngon cũng được, có ăn là được, ăn chay cũng được, ăn mặn cũng được, có ăn là được, kết hôn cũng được, không kết hôn cũng được, hạnh phúc là được, giàu cũng được, nghèo cũng được, biết vươn lên một cách tử tế là được, xinh cũng được, xấu cũng được, yêu thương chính mình là được, cái gì cũng được hết. Thế nên cái điều đấy mới làm cho chúng ta bình an. Điều đấy mới làm cho chúng ta không phán xét người khác. Nhưng mà đương nhiên là hôm nay chúng ta mà ăn được chay thì nó sẽ tốt hơn. Tại vì ít nhất ăn chay thì sẽ ăn nhiều cái đồ rau hơn, đạm thực vật nó cũng sẽ tốt. Nhưng mà nếu mà ăn chay mà nào là làm giả thành con cá hoặc là làm giả thành con gà xong rồi ăn ấy, thì thôi thà ăn mặn còn hơn. Tại vì cái thái độ ăn nó mới là điều quan trọng mà. Và đôi khi mình ăn mà mình không biết là mình ăn nữa, bởi vì chúng ta còn bận vừa cầm điện thoại lúc ăn này, chúng ta còn đang bận nghĩ đến một điều gì đó lúc ăn này. Thậm chí tụi An nhớ là tụi An có một người chị. Người chị này cũng là một CEO của một tập đoàn rất là lớn. Chị có cỡ 1.000 nhân viên và rất nhiều trợ lý. Mỗi trợ lý phụ trách cho chị một mảng. Và có một hôm tầm khoảng 2 giờ rồi, tụi An và chị gặp nhau. Tụi An hỏi là: "Chị ơi, chị ăn cơm chưa?" Và chị nói là: "Chị ăn chưa nhỉ? Sao em lại hỏi chị này nhỉ? Hay hỏi trợ lý của chị chứ?" Có nghĩa là mình ăn hay chưa mình cũng không biết luôn. Và chúng ta đang ăn cái gì ở trong miệng chúng ta cũng không biết luôn. Tại vì chúng ta còn bận nghĩ cái khác ấy. Chúng ta còn bận nghĩ xem là tối nay mình lại ăn cái gì. Và câu hỏi là ăn gì mỗi ngày luôn luôn là một câu hỏi muôn thuở, đúng không? Nên thôi bây giờ thay đổi chút, ăn gì cũng được, có ăn là được, vui là được, hạnh phúc là được. Đó là cái câu chuyện liên quan đến đồ ăn. Để rồi chúng ta khi ăn, chúng ta cũng ăn với cái lòng biết ơn của mình. Bởi vì đâu phải chúng ta tự nhiên mà có đồ ăn để ăn. Kể cả mình bảo tôi có tiền tôi mua mà. Nhưng bạn mà có tiền thì có nhiều đồ bạn cũng không mua được mà. Phải có một ai đó nấu để cho bạn ăn. Vậy kể cả là bạn có trả tiền thì bạn cũng phải biết ơn cái người nấu đó. Bạn cũng phải biết ơn cái người đã trồng ra cái loại rau củ, thực vật hay là nuôi dưỡng cái loài động vật đó. Và để rồi chúng ta thấy chúng ta có đồ ăn được còn là một điều rất may. Vì có rất nhiều người không có đủ đồ ăn để ăn.
Cảm ơn bạn đã xem video của Tuệ An. Bạn ạ, Tuệ An chỉ muốn chia sẻ với bạn một điều rằng trong cuộc sống này chúng ta sẽ luôn luôn có những khó khăn và có những nghịch cảnh sẽ đến. Nhưng những khó khăn và nghịch cảnh đó chỉ làm cho chúng ta lớn hơn mà thôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta xuôi thuận mãi mà chẳng có bao giờ gặp khó khăn? Bởi vì nội lực của chúng ta chỉ được vun bồi trong khó khăn khi chúng ta dám đối mặt và vượt qua được khó khăn đó. Vậy nên hãy chuẩn bị cho mình có nội lực đủ vững vàng, vững mạnh để chúng ta có thể đối đầu lại với mọi khó khăn trong cuộc sống. Và nội lực sẽ đến từ đâu? Nội lực lớn nhất nó sẽ đến từ lòng biết ơn của bạn với chính bạn, với những mối quan hệ xung quanh, với cuộc đời này. Nó sẽ đến từ tình yêu thương của chính bạn với chính mình và những người khác. Và nội lực vững mạnh cũng sẽ là việc bạn có thể làm chủ được cảm xúc của mình, làm chủ được mọi hành động và lời nói của mình mà không bị chạy theo ngoại cảnh. Nhưng để có được nội lực như vậy, chúng ta cần phải có thời gian để rèn luyện với nhau. Và đó chính là lý do tại sao Tuệ An lại sáng tác ra bộ sách Chinh Phục Hạnh Phúc, gồm 90 ngày đồng hành liên tục với bạn để bạn có thể thực hành biết ơn, yêu thương vô điều kiện và làm chủ cảm xúc. Hãy cùng Tuệ An rèn luyện trong 90 ngày nhé. Và chắc chắn bạn sẽ có nội lực cực kỳ vững mạnh để bạn có thể vượt qua được mọi sóng gió trong cuộc đời này. Nếu như bạn muốn đặt bộ sách, hãy để lại số điện thoại phía dưới comment hoặc ấn vào đường link ở phần mô tả để biết thêm thông tin và có thể đăng ký nhé. Và Tuệ An vô cùng biết ơn bạn và mong muốn được đồng hành cùng bạn trong những video tiếp theo hoặc cùng với bạn rèn luyện mỗi ngày trong bộ sách Chinh Phục Hạnh Phúc.